rời anh đi, sao chẳng ướt khóe mi, chẳng để nước mắt dịu dàng nỗi đau. Chẳng một lời chia ly để anh cố quên, con tim yêu chi đớn đau thế này. Nói cho anh biết đi em, anh tìm nơi đâu để gặp lại. Trời ơi, Hữu Hạ ngao bái truy tìm phản tặc thiên địa hội, bao giờ xung qua lâu chặt đến con kiến không qua lọt. Đêm nay e là sẽ có tai họa sát thân. Sâu rượu đến đây gây rối, mạo phạm giai nhân, cần phải dạy cho hắn một bài học để chúng biết đâu là lợi hại. Xuân qua tỷ dân Mỹ tử lên mới dùng được bọn quan binh này, ngươi lại dám ra tay với mình lão gia sao? May mà bọn chúng say tới bất tỉnh nhân sự. Trước khi có người thấy ngươi gây rối, hãy rời khỏi đây. Vậy Trần Bang chủ, trừ khi mọc thêm hai cánh, ai dám khiêu chiến ta? Nhận được trang bị mới, lực chiến lại tăng giọt rồi. Thu thập được 8 món trang bị có thể mở tàng kinh tháp. Ngao phủ truy sát Trần đại chủ là vì quyển sách Bát Kỳ Thư. Sách này liên quan tới bí mật Thanh Đình Long Mạch. Thiếu hiệp nếu cứu được đại chủ thoát nạn, ắt sẽ thành gia thoại trong giang hồ. Tại hạ tuy không phải là tuyệt thế danh kỹ, vẫn muốn giúp người phá thế trận địch. Phản tặc Hồng Môn, hãy mau trả Bát Kỳ Kinh Thư lại cho chủ nhân nhà ta. Nơi này không nên ở lâu, thiếu hiệp hãy mau theo ta rời khỏi. Muôn hình vạn trạng, hành tẩu giang hồ nhiều mới lạ, tăng bậc có thể nhận được thú cưỡi đặc sắc hơn. Là đáng ghét, Huyền Phong chủ lại là nội gián của Ngào Bái. Hồng Môn đã bị kẻ phản bội chiếm, tổng đà chủ đã đi trước rồi. Lệnh cho ta tới đây báo thiếu hiệp biết. Kinh thư này trộm được ở phủ đại thần Sách Ni, bị Ngao tặc hãm hại. Tại hạ đang tìm một người trí dũng song toàn để bảo quản, bây giờ xin gửi gắm lại cho người. Thiếu hiệp là đệ tử mà chủ nhân mới nhận sao? Bạn đã thu phục được đồng hành thứ nhất, vừa bầu bạn vừa chiến đấu, có thể xuất chiến nhiều đồng hành, uy lực vô biên. Hãy nhận thêm và đồng hành nữa xem. Ha ha
Chủ nhân đã biết trước ngươi sẽ trở về tổng đà mà, đã bày kế gãy ông đập lưng ông, chỉ chờ tóm được một mẻ. Huyền Phong chủ đã dùng nhuyễn cần tán với mọi người, như vậy mới bắt được các huynh đệ. Ta hãy giả vờ quy phục rồi chờ Trần Ban chủ đến đây ứng cứu. Thiếu hiệp tài năng đảm lực, có thể đi đánh bại thủ vệ lĩnh đó. Chủ nhân, ta giữ song song đi cục. Nhung muội, nhớ muội rồi. Ta là Mộc Mộc, xin hãy chỉ dạy. Đáng ghét, không chẳng chơi với người nữa đâu. Trong Tụ Nghĩa Bình đều là cao thủ tinh vệ, đánh thắng mới tranh thủ được thời gian. Trần Ban chủ có nhờ ta đem tặng tuyệt học này cho thiếu hiệp, chắc có thể tiêu diệt được bọn. Huyền Phong Hoa từng là huynh đệ rất được ta xem trọng, ta giao hắn cho ngươi xử lý. Nếu muốn thích sát Ngao Bái tìm bác Kỳ Thư thì phải đến kinh thành tìm Bao Tiểu Thính nghe ngóng đi. Đã mở phó bản tiến cấp, mỗi ngày khiêu chiến không những có thể nhận tiến cấp đơn và trang bị, còn được cả tư chất đơn nữa. Thiếu hiệp có thể tăng cấp thuốc cực. Thời trang hiếm có, vũ khí mạnh nhất, xem thử chúng ta chuẩn bị cho những người gì nào. Vượt qua bao gian nan thử thách hành tẩu giang hồ, trong tay sao có thể không có thần binh. Tăng cấp thần binh không chỉ thay đổi ngoại hình mà còn giúp lực chiến tăng nhanh. Binh lính dưới tay Ngào Bái cao ngạo hống hách,
muốn vào bên trong phải làm cho bọn chúng tâm phục khẩu phục.